Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu của hai kỳ dương Việt Nam, Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Võ Đô Đầu Võ Minh Nhất. Đây là hai gián đấu tại bán kết giải cờ tướng An Trụ 2019. Mời các bạn thưởng thức hai gián cờ rất hay. Biên bản gián 1. Chứ
Chứ. 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 Tường 7, tấn 5. Chơi đến đây, hai kỳ dương Việt Nam bắt tay nhau hòa. Mời các bạn xem ván đấu quyết định của trận đấu. Chứ. 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 Chứ.
吃 吃 吃 吃 吃 Pháo 8 tấn 7, nước cờ sai lầm quá lớn, lập tức Võ Minh Nhất, mã 3 tấn 2 chiếu tướng, buộc tướng đen phải leo lên và lập tức xuất phi đao. Pháo 5 bình 1, dọ sát cục, tới đây thì không còn đường đỡ, buộc xe đen phải ăn mã pháo đỏ và lập tức mã 2 thổi 3 bắt chết xe.
cho nên Nam Phương công tử lại Ly Huynh đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của Võ Minh Nhất, Võ Đô Đầu. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.